Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ tư, ngày 2 tháng 5 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Trong 4 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông được giữ vững. Lưu giữ di sản văn hóa nghệ thuật bài chòi. Đẩy nhanh tiến độ thi công quốc môn khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Quảng Bình tăng cường kiểm tra, xử lý các tàu vi phạm hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng cao, đặc biệt là tại các điểm du lịch. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được giữ vững, không có tai nạn giao thông cũng như các đột biến trong hoạt động giao thông xảy ra. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, người dân và du khách đổ về các điểm du lịch tăng cao, nhất là tại thành phố Đồng Hới và di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Lực lượng công an tỉnh và công an các địa phương đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các nơi diễn ra lễ hội, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Riêng trong ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tại địa bàn thành phố Đồng Hới, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, một số điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng phân làn và điều tiết tại các nút giao thông, đảm bảo cho phương tiện lưu thông thuận lợi. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự nên trong đợt nghỉ lễ này, toàn tỉnh không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra. Ý thức của người dân về chấp hành pháp luật cũng được nâng cao. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, bắt đầu từ tháng 7 năm 2018, Quảng Bình sẽ dừng sử dụng vaccine Quivaxem để đưa vaccine 5 trong 1 mới ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não vào tiêm cho trẻ em theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia vừa chính thức công bố đưa vaccine 5 trong 1 mới có tên gọi là Combify vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Vaccine này có các thành phần giống như vaccine Quinvaxin. Vì vậy, những trẻ chưa tiêm đủ mũi Quinvaxin sẽ được tiêm vaccine Combify. Đây là loại vaccine do Ấn Độ sản xuất. Trước khi được đưa vào Việt Nam, vaccine này đã được sử dụng tại hơn 40 quốc gia và đạt tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2018, trong 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 1 tháng 5 năm 2018, tại Công viên Nhật Lệ đã diễn ra Hội Bài Chòi năm 2018. Đây là năm thứ hai thành phố Đồng Hới đưa Hội Bài Chòi vào Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Hới, góp phần tạo ra một sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc, hấp dẫn du khách. Bài chòi là trò diễn xướng dân gian đầy sáng tạo của cư dân ven biển miền Trung, là loại hình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất, hội họa và văn học. Tại Quảng Bình, nghệ thuật bài chòi đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ, trong đó phải kể đến một số địa phương như xã Đức Ninh, Bảo Ninh, phường Hải Thành, Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, xã Thanh Thủy, Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, xã Võ Ninh, Tân Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Bài chòi thường được tổ chức trong các lễ hội, Tết Nguyên đán và vào các ngày lễ lớn của đất nước. Ở địa phương của tôi thì năm nào đến Tết Nguyên đán thì cũng tổ chức chơi bài chòi, thì tôi cũng thường xuyên tham gia. Và đặc biệt thì tôi cũng rất đam mê những cả cái làn điệu dân ca bài chòi. Thì từ đó thì bản thân tôi cũng tìm tòi học hỏi từ các nghệ nhân đi trước tập để mà hát bài chòi. Lần đầu tiên chị đến với lễ hội bài chòi, tôi cũng thấy rất thú vị và cũng rất vui. Cũng thấy như là cái Quảng Bình với giữ được cái lễ hội truyền thống rất có ý nghĩa, nên là cũng nên phát huy. Không chỉ mang đậm tính nhân văn mà nội dung các câu hát trong nghệ thuật bài chòi còn mang đậm tính giáo dục về đạo đức, về nhân cách, lối sống cao đẹp, hướng con người đến những giá trị chuẩn mực đạo đức cao đẹp hơn. Chính những giá trị độc đáo, đặc sắc đó nên nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 25, 30 tuổi rồi, chơi bài chòi rồi, bác là tổ chức chơi rồi, chơi thôn rồi, chỗ này, chưa hành cũng quên rồi. Quảng Bình này cũng có điều kiện trong của khu vực miền Trung là công nhận là di sản thế giới, thì bác rất phấn khởi. Bác phấn khởi mà bác mới sáng tác lời hát đấy là của bác cho bác để mà hát đó. Mình thì tuổi trẻ cần phải phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương mình, đặc biệt là nghệ thuật bài chòi,
để góp phần lưu giữ phong tục tập quán và đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể mà được UNESCO công nhận. Với việc đưa nghệ thuật bài chòi vào các lễ hội gắn với du lịch, vừa góp phần tạo ra một sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc, cũng là cách để Quảng Bình có thể bảo tồn và mang di sản văn hóa phi vật thể đến gần hơn với công chúng. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc Môn, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Quảng Bình tăng cường kiểm tra, xử lý các tàu vi phạm hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Nằm trong kế hoạch xây dựng nhà liên ngành và Quốc Môn, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đến nay, công trình Quốc Môn đã hoàn thành thi công kết cấu phần móng, đảm bảo được 50% khối lượng công việc. Công trình xây dựng Quốc Môn do Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Đại Dương, thành phố Đồng Hới thiết kế. Lấy từ hình tượng chim lạc trong truyền thuyết, cách điều theo hình khối kiến trúc mang tính đương đại, nhưng mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Công trình có chiều cao gần 27 mét, có kết cấu là bê tông đổ nguyên khối, phần mặt tiền ốp đá và hoa văn đắp nổi. Lối vào cổng được nhắc lại các hình thức kiến trúc của nhà liên ngành từ lối vào cho đến lối thông xe, màu sắc các loại vật liệu ốp lát. Sau khi hoàn thành, cổng Quốc Môn cùng nhà liên ngành sẽ tạo nên một khối tổng thể hài hòa cho toàn bộ đường nét kiến trúc của cả khu vực. Công trình Quốc Môn cửa khẩu quốc tế Cha Lo được khởi công xây dựng ngày 5 tháng 10 năm 2017 do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 343. Tổng giá trị công trình gần 20 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 3 năm 2019. Những ngày này, bà con nông dân xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch đang tích cực ra đồng thu hoạch dưa hấu. Vụ mùa này toàn xã gieo trồng trên 150 hectare giống dưa hấu Hắc Mỹ Nhân. Đây là loài giống có khả năng chịu nặng, vị ngọt đặc biệt, chất lượng quả đều, cho năng suất cao. Với giá thu mua dao động từ 5.500 đến 6.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, bà con có thể thu lãi khoảng 80 triệu đồng một hectare. Hiện nay đang bước vào mùa khô, vì vậy công tác phòng chống cháy rừng luôn được người dân, chính quyền địa phương xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy đặc biệt quan tâm. Xã Văn Thủy là địa phương có diện tích rừng khá lớn của huyện Lệ Thủy với trên 684 hectare. Vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được chính quyền xã Văn Thủy đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó chú trọng tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng, phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn tiến hành tuần tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng, thành lập các tổ quần chúng quản lý và bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường lực lượng đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Qua công tác thanh kiểm tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tàu cá vi phạm. Đây là tăng vật mà các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, xử lý và tịch thu sau các đợt kiểm tra kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp tại các vùng biển của tỉnh Quảng Bình. Tăng vật chủ yếu là tàu giã cào, lưới mắt nhỏ, khẩu đồ rộng hàng trăm mét vuông, chất nổ, dụng cụ sung điện, thậm chí là chất cấm để khai thác một cách tận diệt, làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, không đảm bảo điều kiện an toàn cho người và tàu cá, gây nguy cơ mất an toàn, an ninh trật tự trong khai thác thủy sản trên biển. Còn đây là một đợt phối hợp tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ giữa lực lượng thanh tra của Chi cục Thủy sản và Bộ đội Biên phòng thuộc đồn biên phòng Nhật Lệ. Hoạt động này được hai lực lượng tổ chức thường xuyên nhằm kiểm tra, phát hiện và xử lý các tàu cá vi phạm quy định về khai thác thủy sản. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt đối với ông Lại Ngọc Hoàn ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, chủ tàu cá QB1155TS đang tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản trên tàu cá đối với tàu có công suất máy chính 155 CV. Quá trình kiểm tra thì phát hiện nên cái tàu của anh có tàng trữ một bộ súng kích điện. Ở đây thì anh em đã tuyên truyền vận động và các cơ quan chức năng đã tuyên truyền vận động rất lâu rồi. Bây giờ thì kiểm tra phát hiện thì liên ngành sẽ tạm giữ phương tiện và tiến hành lập biên bản với phương tiện của anh. Anh có ý kiến chứ không? Em làm cái sản xuất nhưng mà cũng kỳ nghĩ giá cao và cấm là quá vô lý. Tôi đấy thế này, nhận được rất khuyến khích và tạo điều kiện cho bà con ngư dân của mình đánh bắt
và khuyến khích để bà con mới chuyển đổi các nghề, nhưng trên đầu đến vấn đề giá cao thì bây giờ nhà nước đang không vì việc sử dụng đánh bắt bằng nghề giá cao nó mang chất là hủy diệt các cái hành vi mà sử dụng chất nổ này, sử dụng kích điện để khai thác thủy sản, thì anh có nhìn ra những việc khai thác như vậy là sai mà. Thì kể đến dân được đã tiến tiến thì bọn em người dân thì biết sai đó chứ. Tôi là tiến hành lập biên bản vụ việc này thôi. Không chỉ riêng trường hợp ông Lại Ngọc Hoàn, mà trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi nhận thấy rất nhiều chủ tàu cá sau khi có hiệu lệnh dừng kiểm tra của các lực lượng chức năng nhưng vẫn cố tình hủy tang vật cho tàu bỏ chạy, gây khó khăn cho công tác xử lý. Trong công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là bây giờ phương tiện tàu kiểm ngư cũng đã cũ, tàu đã được cất đóng 17 năm. Lực lượng thanh tra chuyên nghiệp còn rất mỏng, hơn nữa các đối tượng khai thác thủy sản bây giờ rất manh động và cũng có những trường hợp họ lại chống đối lại lực lượng thanh tra thủy sản Quảng Bình. Nhưng với chức năng nhiệm vụ của được giao, chúng tôi là cương quyết xử lý và tiếp tục tăng cường công tác tuần tra từ để bảo vệ ngư trường Quảng Bình cho được tốt hơn. Như vậy có thể nhận thấy hoạt động khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Điều đáng lo ngại là hành vi vi phạm các quy định trên vẫn đang tiếp tục diễn ra từng giờ, từng ngày và ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình, từ đầu năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức 10 đợt kiểm tra kiểm soát trên biển với trên 200 lượt tàu cá được kiểm tra kiểm soát, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 22 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 200 triệu đồng và tịch thu toàn bộ dụng cụ. Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần chấn chỉnh hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Các khu rừng luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Để hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra, mọi người cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi vào rừng hoặc ở khu vực gần rừng, không đốt lửa, vứt tang thang, tang thuốc lá bừa bãi trong rừng. Còn tại các khu vực rừng có am thờ nghĩa địa, người dân đốt vàng mã cùng bãi thì phải canh giữ đến khi nào dập hết tang thang mới được ra về. Ngoài ra, nghiêm cấm việc đốt than ra phế liệu trong rừng. Khi phát hiện cháy rừng, phải báo cáo ngay cho chủ rừng, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời chữa cháy hoặc liên lạc về văn phòng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh theo các số điện thoại 0232 383 9488, 0912 037 673, 0913 203 199. Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. Đề nghị mọi người chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 2 tháng 5 năm 2018, khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 71 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 72 đến 95%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 mét. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.